Lương Khôn sinh ra ở một thôn nhỏ ở Quảng Đông, trong một gia đình nghèo khó nhưng thanh bạch. Thuở nhỏ, chàng luôn bị tên Hồ Đại Hải thiếu gia nhà giàu trong thành bắt nạt. Dù chỉ là một cậu bé, Lương Khôn đã thề với lòng rằng sẽ không để bản thân và những người mình yêu thương phải chịu thiệt thòi mãi mãi. Bạn thân thuở nhỏ của chàng, Bạch Tiêu và Bạch Đại Ca cũng thường xuyên bị Hồ Đại Hải và bọn tay chân của hắn ức hiếp. Từ đó, trong tâm trí Lương Khôn chỉ có một mục tiêu duy nhất, học võ để tự bảo vệ bản thân và hai huynh muội Bạch gia. Từ thuở ấy, cậu bé Lương Khôn quyết định bái sư học nghệ ở Thiếu Lâm Tự. Nhiều năm sau, với tài năng và lòng kiên trì, chàng nhanh chóng tiến bộ, trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất. Thế nhưng, trong lòng chàng vẫn ẩn chứa những cơn phẫn nộ không nguôi từ quá khứ. Sư trụ trì nhận thấy tâm lý dao động của chàng, một ngày nọ ông gọi Lương Khôn đến bảo, tâm con không ở đây, dù đã tu nhưng con chưa buông bỏ được hận thù. Đi, hãy nhớ, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lương Khôn biết rằng mình vẫn còn quá nhiều vướng bận nơi trần thế, nên vâng lời sư trụ trì, xuống núi, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Sau nhiều năm rèn luyện tại Thiếu Lâm Tự, Lương Khôn cuối cùng cũng xuống núi. Chàng đã trưởng thành, thông thạo võ công nhưng vẫn không quên lời thề năm xưa, bảo vệ người thân và trừ kẻ ác. Chàng không chỉ mang theo những tuyệt kỹ Thiếu Lâm, mà còn cả sự trầm lặng và tinh thần kiên định mà sư trụ trì đã dạy dỗ. Trên con đường mòn dẫn xuống núi, không khí trong lành, cảnh vật tươi đẹp, nhưng lòng chàng vẫn nặng trĩu khi nghĩ về quê hương và những người mình bỏ lại. Trong lúc đang men theo con đường dẫn về Quảng Đông, Lương Khôn bỗng nghe thấy tiếng la hét và âm thanh binh khí chạm nhau vang lên từ xa. Tò mò và cảm giác có điều gì không ổn, chàng tiến gần hơn đến nơi phát ra tiếng động. Lương Khôn nhanh chóng phát hiện một trận chiến đang diễn ra. Trước mặt chàng là hai người, một nam một nữ, đang bị một nhóm sát thủ bịt mặt bao vây. Nam nhân khoác áo xanh, cao lớn và vũ khí là một thanh đao dài, trong khi nữ nhân mặc áo tím, dáng người thanh thoát, một cây sáo ngọc. Cả hai đang bị dồn vào thế bị động, cố gắng chống đỡ nhưng rõ ràng nhóm sát thủ đông hơn và rất có tổ chức. Không thể đứng yên nhìn người vô tội bị hãm hại, Lương Khôn tung người lao vào trận chiến. Chàng nhanh chóng sử dụng bộ quyền pháp Thiếu Lâm đã được rèn luyện nhiều năm. Những cú đấm mạnh mẽ và chuẩn xác của chàng như sấm rền, hạ gục từng tên sát thủ. Đám sát thủ bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Lương Khôn, nhưng chúng vẫn cố gắng tấn công lại. Một tên sát thủ dùng đao chém tới, nhưng Lương Khôn né mình, tung một cú đá vào ngực hắn khiến hắn ngã xuống bất tỉnh. Nam nhân áo xanh vừa kịp lấy lại bình tĩnh sau đợt tấn công dồn dập, cùng với nữ nhân áo tím phối hợp với Lương Khôn đánh bại nhóm sát thủ. Cuối cùng, đám sát thủ bị đánh tan tác, vài tên còn sống sót bỏ chạy. Sau khi trận chiến kết thúc, Lương Khôn nhìn hai người kia, nhận thấy họ không phải là những kẻ tầm thường. Chàng bước đến hỏi, xin hỏi, vì sao các người lại bị truy sát như vậy? Nhóm sát thủ kia là ai? Nam nhân áo xanh nhìn Lương Khôn đầy vẻ thận trọng, nhưng sau đó hạ giọng nói, đa tạ huynh đài đã ra tay tương trợ. Chúng ta chỉ là những lữ khách trên đường về Quảng Đông, đám người kia có lẽ chỉ muốn cướp của thôi. Lương Khôn cảm nhận sự mập mờ trong lời nói của nam nhân, nhưng không ép buộc họ giải thích thêm. Nữ nhân áo tím đứng bên cạnh, dường như đang muốn nói gì đó thì bị người nam nhân ngăn cản. Dù vậy, lòng chàng vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Lương Khôn nghĩ một lát rồi nói, ta cũng đang trên đường về Quảng Đông. Nếu hai vị không phiền, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, như vậy sẽ an toàn hơn. Nam nhân và nữ nhân nhìn nhau, rồi nam nhân mỉm cười lắc đầu, đa tạ ý tốt của huynh đài, nhưng chúng ta có việc riêng, không tiện đi cùng. Cảm tạ huynh đài đã cứu giúp, hy vọng sẽ có dịp tái ngộ. Nói xong, cả hai vội vàng rời đi, để lại Lương Khôn đứng nhìn theo. Chàng khẽ thở dài, cảm nhận rằng hai người này còn che giấu điều gì đó, nhưng không muốn ép buộc. Lương Khôn tiếp tục hành trình về Quảng Đông. Khi về đến quê hương, cảm giác thân thuộc tràn về trong lòng chàng. Nhưng chưa kịp bước vào trấn, từ xa chàng đã thấy một cảnh tượng quen thuộc, gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp. Bạch Tiêu, cô bạn thuở nhỏ của Lương Khôn, đang bị tên thiếu gia ác bá Hồ Đại Hải trêu ghẹo. Bạch Tiêu đang cố gắng bỏ đi, nhưng bọn gia đình của Hồ Đại Hải chặn đường, buộc nàng phải quay lại và kéo nàng về Hồ Phủ. Lương Khôn không thể đứng yên, cảm xúc của những ngày bị Hồ Đại Hải và gia đình hắn chèn ép trỗi dậy trong lòng. Lần này, chàng đã không còn là cậu bé yếu đuối ngày xưa. Chàng lao đến trước mặt Bạch Tiêu, chắn giữa nàng và bọn ác bá. Lương Khôn lớn tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã quản gia, ngươi dám trêu ghẹo Bạch cô nương sao? Không ngôn tung một cú đá mạnh mẽ, hạ gục tên gia đình đứng gần nhất. Tên quản gia hét lớn, ra lệnh cho bọn gia đình lao vào tấn công Lương Khôn. Nhưng với võ công Thiếu Lâm và sự kiên định trong lòng, chàng nhanh chóng đánh bại từng tên một. Đám gia đình gục ngã dưới chân chàng, còn tên quản gia thì run rẩy, không dám ở lại mà bỏ chạy. Sau khi đánh bại đám gia đình, Lương Khôn quay lại nhìn Bạch Tiêu. Cả hai nhìn nhau, trong mắt nàng hiện lên sự ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra chàng là người bạn thuở nhỏ. Lương đại ca, là Lương đại ca sao, huynh đã trở về. Lương Khôn khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hai người cùng nhau đi về nhà của Bạch Tiêu, nơi họ gặp lại Bạch đại ca, người cũng từng là bạn thân của Lương Khôn. Cả ba cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, nhưng không ai ngờ rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập họ. Tên quản gia của Hồ Đại Hải không cam lòng sau khi bị Lương Khôn làm nhục, hắn lập mưu trả thù. Đêm đến, khi cả ba người đã chìm vào giấc ngủ, bọn gia nhân của Hồ gia lẻn đến nhà mang theo dầu hỏa, định phóng hỏa để thiêu chết cả ba. May mắn thay, Lương Khôn tỉnh dậy kịp thời. Chàng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài và ngay lập tức đánh thức hai huynh muội Bạch gia. Cả ba người nhanh chóng thoát ra ngoài, nhưng không kịp ngăn chặn ngọn lửa đang bùng cháy. Không thể để bọn kẻ gian trốn thoát, Lương Khôn vội đuổi theo bọn phóng hỏa.
Trên đường truy đuổi, chàng bất ngờ gặp một lão già lôi thôi đang ngồi bên đường, bên cạnh là một bầu rượu. Lão già lôi thôi đó chính là Tô Sán, một nhân vật kỳ bí, chuyên mang theo bầu rượu bên người. Nhìn thấy Lương Khôn đang vội vã đuổi theo bọn kẻ gian, Tô Sán hiểu nhầm chàng là một trong số những kẻ ác nên đã ra tay ngăn cản. "Đứng lại, ngươi tưởng có thể thoát được sao?" Tô Sán quát lớn và lao vào tấn công Lương Khôn. Không có thời gian để giải thích, Lương Khôn buộc phải chống lại. Cả hai lao vào trận đấu, từng chiêu thức của họ giao nhau kịch liệt trong màn đêm. Nhưng đúng lúc ấy, hai huynh muội của Độc Vương Cốc, những người mà Lương Khôn đã cứu trước đó, bất ngờ xuất hiện. Họ nhận ra Tô Sán và kịp thời giải thích tình giúp giải quyết hiểu lầm. Hóa ra, Tô Sán là trưởng lão của cái bang, cùng hai huynh muội kia là người của Độc Vương Cốc, đang điều tra về âm mưu lớn của Vạn Cổ Tông. Bọn chúng đang sử dụng cổ độc tên là Ly Hồn Cổ để khống chế các hiệp sĩ giang hồ, biến họ thành những con rối vô tri nhằm thực hiện mưu đồ bất chính. Lương Khôn trầm ngâm, nhận ra đây là một chuyện không hề đơn giản. Độc Vương Cốc vốn nổi tiếng với những phương pháp sử dụng cổ trùng, nhưng cũng có những kẻ trong giang hồ lợi dụng kỹ thuật cổ trùng để mưu cầu quyền lực và danh vọng. Vạn Cổ Tông là một trong những môn phái bí ẩn, đã nhiều năm âm thầm hoạt động trong giang hồ mà ít ai biết đến bản chất thật sự của chúng. Chúng tôi đã tìm cách phá giải cổ trùng này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Ly Hồn Cổ quá mạnh và phức tạp, bất kỳ ai bị nó điều khiển đều mất đi tự do ý chí và biến thành những kẻ giết người vô tình. Chúng tôi cần thêm sự trợ giúp từ những người có khả năng đối phó với Vạn Cổ Tông. Nam nhân tiếp tục thuyết phục, Lương huynh, với võ công và sự chính trực của huynh, chúng tôi rất mong huynh có thể gia nhập nhóm của chúng tôi để đối phó với bọn Vạn Cổ Tông, trừ hại cho giang hồ. Nhưng Lương Khôn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Ta rất cảm kích vì các vị đã tin tưởng ta, nhưng ta chỉ là một người đơn giản, mong muốn bảo vệ những người thân yêu và sống cuộc đời bình yên. Việc đối phó với các thế lực trong giang hồ không phải điều ta mong muốn. Cả nam nhân và nữ nhân Độc Vương Cốc đều thất vọng, nhưng họ tôn trọng quyết định của Lương Khôn. Sau một hồi từ biệt, Lương Khôn tiếp tục hành trình của mình, trở về nhà của huynh muội Bạch gia. Trong khi đó, tại Hồ phủ, tên quản gia Hồ Vi đã trở về, toàn thân đầy những nốt sưng đỏ và ngứa ngáy, hậu quả của cổ trùng mà nữ nhân Độc Vương Cốc sử dụng. Hồ Đại Hải thấy tình trạng của quản gia thì vô cùng tức giận, ném bát trà xuống đất, ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không thể nuốt trôi sự nhục nhã khi bị Lương Khôn đánh bại trước đó. "Hồ Vi, ngày mai ngươi dẫn theo gia đình đến nhà huynh muội Bạch gia ngoài thành mà đập phá. Ta không tin một mình Lương Khôn có thể chống lại cả đám người của ta." Hồ Vi cúi đầu tuân lệnh, trong lòng ngấm ngầm hận Lương Khôn không thôi. Ngày hôm sau, Hồ Đại Hải cùng một đám gia đình kéo đến nhà huynh muội Bạch gia. Tiếng bước chân rầm rập và tiếng hô hét của đám người gây náo loạn cả vùng ngoại ô. Chúng tiến thẳng đến cổng nhà Bạch gia, ý đồ đập phá. Nhưng lần này, Lương Khôn đã sẵn sàng. Chàng đứng trước cửa, đối diện với đám người của Hồ Đại Hải. "Ngươi lại đến nữa sao, Hồ Đại Hải?" Hồ Đại Hải cười khẩy, "Lần này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của quyền lực." Nhưng dù đám gia đình có đông đến mấy, chúng đều bị Lương Khôn đánh bại chỉ trong chốc lát. Võ công thiếu lâm của chàng không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tinh tế. Từng cú đấm, cú đá đều chuẩn xác và không khoan nhượng. Từng tên gia đình bị hạ gục trong sự bất lực của Hồ Đại Hải. Cuối cùng, hắn buộc phải lùi bước, tức giận buông lời đe dọa, "Ngươi đợi đấy, Lương Khôn, ta sẽ không để yên chuyện này." Sau khi trở về phủ, Hồ Đại Hải tức giận đến mức ném vỡ cả đồ đạc trong phòng. Tên quản gia Hồ Vi nhìn thấy cảnh này liền tiến lên và nói nhỏ, "Thiếu gia, chỉ dùng sức mạnh không thể đối phó được với hắn, nhưng nếu ngài muốn dạy dỗ hắn, ta có một kế." Hồ Đại Hải ngừng lại, quay sang nhìn quản gia với ánh mắt tò mò, "Ngươi có kế gì?" Hồ Vi nhếch mép cười, ghé sát tai thì thầm vào tai chủ nhân của mình, "Chỉ cần ngài đồng ý, kế hoạch này nhất cơ hội sống sót." Một ngày sau đó, khi Lương Khôn cùng Bạch Tiêu đang ngồi trong quán ăn ở trung tâm thành trấn, bỗng từ đâu một tên đao khách xuất hiện, đang trong cơn điên loạn chém giết lung tung. Những người dân xung quanh hoảng sợ bỏ chạy, để lại cảnh tượng hỗn loạn. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Hồ Thanh Vân cưỡng ép Lương Khôn nuốt cổ độc vào người, thứ mà hắn tuyên bố sẽ khiến Lương Khôn sống không bằng chết. Cổ độc này sẽ từ từ ăn mòn thần trí, biến người bị nhiễm trở thành một kẻ điên loạn, hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân. May mắn thay, trong lúc nguy cấp, hai huynh muội của Độc Vương Cốc bất ngờ xuất hiện, ra tay cứu thoát Lương Khôn và Tô Sán. Họ đưa cả hai về Độc Vương Cốc để điều trị và dưỡng thương. Tuy nhiên, do đã trúng phải Ly Hồn Cổ, Lương Khôn phải trải qua một quá trình điều trị dài hạn và đau đớn. Cổ độc trong cơ thể chàng liên tục tấn công thần trí, khiến chàng nhiều lần rơi vào trạng thái mê sảng, không phân biệt được thực tại. Trong thời gian đó, Hồ Đại Hải lợi dụng cơ hội dán bố cáo truy nã khắp nơi, ra giá cao cho ai có thể bắt được Lương Khôn, Tô Sán và cả hai huynh muội của Độc Vương Cốc. Tuy nhiên, nhóm Độc Vương Cốc đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch phản đòn. Họ tương kế tự kế, tung tin rằng Lương Khôn đã bị thương nặng và đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật. Tin tức này nhanh chóng lan đến tai Hồ Đại Hải, kẻ không ngần ngại rơi vào cái bẫy mà Độc Vương Cốc đã giăng ra. Khi Hồ Đại Hải xuất hiện tại nơi hẹn, hắn nhanh chóng bị bắt giữ. Các huynh muội của Độc Vương Cốc lợi dụng tình thế ép hắn đưa ra thuốc giải cho Ly Hồn Cổ để cứu Lương Khôn. Hồ Đại Hải, trong tình cảnh bị đe dọa, đã rút dao găm trong tay áo chỉ vào Lương Khôn đang nằm trên giường để đe dọa nhóm người Tô Sán. Nhưng đúng lúc đó, Lương Khôn tỉnh dậy sau cơn mê sảng, mắt đỏ ngầu vì ảnh hưởng của cổ độc, cảm nhận cơ thể mình như bị thiêu đốt từ bên trong. Tầm nhìn mờ mịt, nhưng khi đôi mắt chàng bắt gặp bóng dáng của Hồ Đại Hải, tất cả lý trí bị lấn át bởi cơn thịnh nộ dữ dội. Mọi cảm xúc trong chàng bùng phát, từ đau đớn, căm thù đến khát khao báo thù. Không kìm chế được, Lương Khôn gào thét, xông lên tấn công Hồ Đại Hải, kẻ thù không đội trời chung đã giết chết huynh muội Bạch gia. Bị trúng Ly Hồn Cổ, Lương Khôn không còn phân biệt được thực và ảo.
Sức mạnh kinh hoàng từ cơn cuồng nộ khiến các đòn tấn công của chàng trở nên vô cùng hiểm ác. Mặc dù Hồ Đại Hải cố gắng vùng vẫy và chống trả, nhưng trước sức mạnh vượt trội và những cú đánh như trời giáng của Lương Khôn, hắn không thể chống cự lâu dài. Cuối cùng, Hồ Đại Hải gục xuống trong vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi trước khi chút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi đánh chết kẻ thù, Lương Khôn không dừng lại. Tâm trí bị cổ độc kiểm soát, chàng mất hết khả năng phân biệt địch ta, trở thành một con mãnh thú cuồng loạn. Lương Khôn quay sang nhóm người của Tô Sán, điên cuồng lao vào tấn công họ. Từng cú đấm của chàng mạnh mẽ và dứt khoát, không để lại chút phòng bị nào. Các huynh muội của Độc Vương Cốc và Tô Sán đều cố gắng né tránh và tìm cách kiềm chế Lương Khôn mà không gây thêm tổn hại cho chàng. Trong lúc trận chiến đang diễn ra căng thẳng, Tô Sán vô tình chạm vào cây đàn, phát ra âm thanh, bất ngờ âm thanh này có tác dụng đến Lương Khôn, khiến Lương Khôn đứng im tại chỗ giơ tay ôm lấy đầu. Nhờ phát hiện này, mọi người đã nghĩ ra cách phá giải cổ độc. Một âm thanh kỳ lạ vang lên giữa không trung, tiếng đàn nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lại vang vọng. Đó là sư muội của Độc Vương Cốc, cô gái người Miêu tộc với tài nghệ đàn nổi danh, đã nhanh trí lấy cây đàn của mình ra, gảy khúc nhạc thanh tâm. Âm thanh ấy lan tỏa, nhẹ nhàng xoa dịu cơn cuồng nộ trong lòng Lương Khôn. Những giai điệu như mang theo sức mạnh thần bí, len lỏi vào tâm trí chàng, đẩy lùi ảnh hưởng của Ly Hồn Cổ. Dần dần, ánh mắt của Lương Khôn dịu lại, cơn giận dữ trong người chàng từ từ biến mất. Khi chàng khôi phục hoàn toàn thần trí, đứng trước thi thể của Hồ Đại Hải và những người bạn đang cố ngăn cản mình, chàng cảm nhận một nỗi kinh hoàng bao trùm. Lương Khôn lùi lại, thở dốc, nhận ra mình suýt chút nữa đã gây họa cho những người đồng hành. Tô Sán tiến đến gần, nhẹ nhàng nói, "Ngươi đã trở lại rồi, Lương Khôn. Âm nhạc của khúc thanh tâm có thể giải cổ độc, nhưng cần phải kết hợp với thuốc giải từ mật điển tuyệt độc mới có thể triệt để giải trừ." Sau khi dùng thuốc giải từ mật điển kết hợp với khúc đàn thanh tâm, Lương Khôn cuối cùng cũng hoàn toàn được giải thoát khỏi ảnh hưởng của Ly Hồn Cổ. Thoát khỏi cơn ác mộng, chàng bừng tỉnh, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng đầy tội lỗi về những gì mình đã gây ra. Sau khi bình phục và được các huynh muội của Độc Vương Cốc chăm sóc, Lương Khôn bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với kẻ thù lớn nhất của mình, Hồ Thanh Vân. Dù đã từng đối đầu với hắn, nhưng với sức mạnh và thủ đoạn của Hồ Thanh Vân, Lương Khôn nhận ra mình cần một vũ khí mạnh mẽ hơn để khắc chế hắn. Trong lúc chàng đang suy tư, tình cơ nhìn thấy cô gái Miêu tộc sư muội của Độc Vương Cốc đang mang những chiếc vòng tay bằng sắt có gắn chuông phát ra âm thanh khi nàng di chuyển. Những chiếc vòng sắt khiến Lương Khôn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chàng nhận ra rằng nếu đeo nhiều vòng sắt vào cổ tay, chúng không chỉ phát ra âm thanh để gây rối loạn tinh thần địch, mà còn có thể tăng thêm lực công kích cho các đòn tấn công của chàng. Từ đó, Lương Khôn quyết định luyện tập không ngừng nghỉ, sáng tạo ra một loại võ công hoàn toàn mới, Thiết Quyền. Mỗi ngày, Lương Khôn đều đeo những chiếc vòng sắt nặng nề vào tay, luyện tập với lòng kiên trì và quyết tâm cao độ. Qua thời gian, chàng không chỉ gia tăng sức mạnh từ những chiếc vòng, mà còn học cách sử dụng âm thanh phát ra từ chúng để tạo áp lực tâm lý lên đối thủ. Khi đấm, những chiếc vòng va chạm nhau tạo ra những âm thanh sắc bén, gây rối loạn tinh thần kẻ thù. Thiết Quyền không chỉ dựa trên sức mạnh của cú đấm mà còn kết hợp với sự khéo léo trong từng động tác và sự linh hoạt trong việc sử dụng âm thanh. Sau hàng tháng trời rèn luyện, Lương Khôn đã hoàn thiện được bộ chiêu thức mới của mình, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù lớn nhất, Hồ Thanh Vân. Chàng đang đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, với Thiết Quyền trong tay và quyết tâm báo thù cho những người đã ngã xuống. Trong đêm mưa gió tầm tã, bầu trời như chìm trong bóng tối u ám, sấm chớp liên hồi rạch ngang bầu trời. Dưới ánh sáng lờ mờ của những tia chớp lóe lên, bóng dáng của Lương Khôn dấn bước tiến vào Vạn Cổ Tông. Từng giọt mưa như roi quất xuống thân thể chàng, nhưng trong lòng chàng lại nóng bỏng hơn bao giờ hết, tràn đầy ý chí phục thù. Lương Khôn không còn gì để mất, và đêm nay sẽ là trận chiến cuối cùng để kết thúc tất cả. Khi Lương Khôn vừa bước qua cánh cổng lớn của Vạn Cổ Tông, những âm thanh rít rợn từ tiếng sáo của Hồ Thanh Vân vang lên trong không gian âm u. Đó là tín hiệu khởi đầu cho cuộc chiến đầy chết chóc. Từ trong bóng tối, các sát thủ do Hồ Thanh Vân điều khiển lần lượt xuất hiện, đôi mắt vô hồn của họ rực sáng trong ánh chớp, sẵn sàng lao vào tấn công Lương Khôn. Chúng như những con rối bị điều khiển bởi âm thanh ma mị của tiếng sáo, không biết đau, không sợ chết. Trận chiến bùng nổ, Lương Khôn lập tức lao vào giữa đám sát thủ, những cú đấm mạnh mẽ từ Thiết Quyền của chàng giáng xuống như sấm sét, từng tên sát thủ gục ngã dưới sức mạnh khủng khiếp của chàng. Nhưng không chỉ võ công cao cường của Lương Khôn mà cả những chiếc vòng sắt trên tay chàng cũng là một vũ khí lợi hại. Mỗi lần vung tay, những vòng sắt va chạm nhau tạo ra âm thanh sắc nhọn, dần dần làm nhiễu loạn tiếng sáo của Hồ Thanh Vân. Âm thanh của vòng sắt càng lúc càng rõ, át đi sự điều khiển của tiếng sáo, làm xáo trộn tâm trí của đám tử sĩ. Hồ Thanh Vân đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng theo dõi mọi diễn biến. Gã hiểu rõ tình thế không thể chỉ dựa vào những con rối kia, nên sau khi nhận ra kế hoạch của mình đang thất bại, hắn dừng tiếng sáo, vung tay chỉ đạo trực tiếp các sát thủ còn lại lao lên, đồng thời tự mình bước vào trận chiến. Cuộc đối đầu trực diện giữa Lương Khôn và Hồ Thanh Vân bắt đầu. Cả hai đều là những cao thủ hàng đầu với kỹ năng võ thuật và nội lực kinh người. Lương Khôn tung những cú đấm như vũ bão, Thiết Quyền của chàng đã được mài giũa trong những tháng ngày khổ luyện, sức mạnh của nó giờ đây đủ để khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, Hồ Thanh Vân không phải kẻ dễ bị đánh bại. Gã vừa nhanh nhẹn, vừa xảo quyệt, mỗi lần ra đòn đều sắc bén và hiểm ác, tấn công vào các điểm yếu của Lương Khôn. Hai người lao vào nhau như hai con mãnh thú đang chiến đấu dưới cơn mưa dữ dội. Những cú đấm và cú đá liên tiếp được tung ra, không ai nhường ai. Âm thanh va chạm của sắt thép, tiếng gầm thét trong cơn cuồng nộ và tiếng mưa rơi hòa quyện thành một khúc ca chiến trận đầy bi tráng. Lương Khôn biết rằng chỉ có sự kiên định và quyết tâm mới có thể giúp chàng chiến thắng trong trận chiến này. Hồ Thanh Vân, với đầy mưu đồ và tàn nhẫn, không thể được phép sống sót. Bất chợt, trong một khoảnh khắc sơ hở của Hồ Thanh Vân, Lương Khôn dồn hết sức mạnh vào một cú đấm chí mạng.
Thích Quyền vang lên một âm thanh chát chúa khi đập thẳng vào ngực đối phương, khiến gã loạng choạng lùi lại, miệng phun ra máu. Không để cho Hồ Thanh Vân kịp hồi phục, Lương Khôn tiếp tục lao lên với tất cả sức mạnh, tung một đòn quyết định. Cú đấm cuối cùng của chàng giáng xuống, đập tan nội lực của gã và kết thúc sinh mạng của kẻ ác bá. Hồ Thanh Vân ngã xuống đất, đôi mắt mở to đầy căm hận, nhưng không kịp nói lời cuối cùng. Hắn chết trong sự tức tối, không thể nhắm mắt. Lương Khôn đứng lặng nhìn kẻ thù gục ngã trước mặt, trong lòng chàng như chút được một gánh nặng. Cuối cùng, mối thù sâu sắc của chàng đã được trả, và giang hồ giờ đây đã thoát khỏi một tên đại ác.